Nước biển mênh mông không thể đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không thể phủ kín công cha. Tình cảm về gia đình là thứ thiêng liêng bất diệt, nhưng không phải gia đình nào cũng có được điều đó. Có những đứa trẻ khi sinh ra không được may mắn vì thiếu đi tình thương mẫu tử, và hai từ mẹ kế luôn là khúc mắc trong gia đình chúng ta. Bố có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Hôm nay bố sẽ dành cho con một món quà cực kỳ ý nghĩa, con có thích không? Wow, bố có cái gì cho con vậy? Được rồi, con cứ nhắm mắt lại rồi bố sẽ dẫn con đi nhé. Dạ vâng ạ. Bố có cái gì cho con mà bí mật vậy? Ơ, quà gì mà lại mềm mềm thế nhỉ? Hả? Bố dẫn ai về nhà mình đây? À, đây là cô Miu. Từ giờ cô ấy sẽ đến nhà mình ở, đồng thời cũng là mẹ của con đấy. Cô chào con nhé. Trên đời này tôi chỉ có một người mẹ thôi, không chấp nhận có người mẹ thứ hai đâu. Lan Anh, con không được láo với gì đâu nhé. Con ghét bố. Từ từ rồi con nó sẽ hiểu thôi em ạ. Lan Anh ơi, muộn rồi sao con không dậy đi học đi? Cô tránh ra, cô không phải là mẹ của tôi, cô không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của tôi hết. Nhưng mà đến giờ đi học rồi con mà không dậy là bác bảo vệ không cho vào trường đâu. Bực cả mình, mới sáng sớm đã bị làm phiền rồi. Ây da, ui da, bố ơi con đau quá, cô Miu đánh con. Ơ kìa, Lan Anh, con bị làm sao thế? Bố ơi, cô Miu đánh con bố ạ, cô đánh con đau lắm. Cô nghĩ cô thay thế được mẹ tôi mà dễ á. Đúng là cái con bé này mới tí tuổi mà đã nói dối như thế này rồi. Không dễ dàng gì để Lan Anh có thể chấp nhận một người mà cô chưa từng quen biết là mẹ của mình. Để rồi Miu sẽ giải quyết như thế nào trước những tình huống này đây? Cô có thực sự là một người mẹ tốt? Còn đối với Linh, anh sẽ làm cách nào để thuyết phục con gái của mình? Giám đốc, hôm nay có chuyện gì mà suy nghĩ tập trung thế? À, anh đang suy nghĩ về mấy chuyện gia đình em ạ. Hay là kể cho em nghe đi, biết đâu em giúp được anh đấy. Chẳng giấu gì em, chuyện là như thế này. Đấy, em ạ, gà trống nuôi con, bây giờ anh không biết phải làm sao nữa. Chuyện này dễ thôi, mà em có cách để giúp anh đấy. Hả? Em có cách gì sao? Em sẽ giúp anh giả vờ làm ô sin là sẽ biết ai xấu ai tốt ngay thôi. Nhưng mà như vậy thì vất vả cho em quá rồi. Được phục vụ giám đốc là vinh dự của em mà. Vậy tôi cảm ơn cô trước nhé. Bây giờ tôi đi có việc. Anh đi thong thả nhé. Hôm nay em có một bất ngờ dành cho anh đấy. Bất ngờ gì vậy em? Sáng nay em đi khám, bác sĩ bảo em có thai rồi anh ạ. Hả? Thật hả em? Anh vui quá. Lan Anh ơi, Lan Anh. Bố có chuyện gì mà gọi con gấp vậy? Con ơi, từ giờ con có em rồi này. Hả? Thật hả bố? Bố cho con xem với. Từ giờ con phải hòa thuận với dì Miu đấy, biết chưa? Vâng ạ. Mình có em rồi này, vui quá. Ai vậy anh? Bố lại dẫn ai về vậy? À, đây là cô Trang. Sắp tới cô sẽ làm giúp việc nhà mình. Có gì hai mẹ con bảo bàn cô ấy nhé. Thôi, việc nhà tôi bàn giao lại cho cô. Bây giờ tôi phải lên công ty có ít việc đây. Người của con nóng bừng lên hết rồi này. Con ngồi đây một lúc, đợi mẹ đi lấy nước cho con nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ tốt với mình như vậy mà ngày trước mình lại đối xử với mẹ như thế. Mình cảm thấy có lỗi quá. Con uống thuốc cho mau khỏe đi này. À, đắng quá. Cô cho gì vào trong nước mà đắng vậy? Ui da, bây giờ còn đau bụng nữa. Lan Anh ơi, đợi mẹ với. Mở cửa cho mẹ. Lan Anh ơi, mở cửa cho mẹ với. Hả? Có chuyện gì vậy? Ai tắt điện đây? Mở cửa ra, mau mở cửa ra. Bố ơi, cứu con. Bố ơi, con sợ quá. Tại sao đèn đang sáng tự nhiên lại tắt vậy? Con gái làm sao thế? Mở cửa cho bố xem nào. Lan Anh, con bị làm sao thế này? Bố ơi, vừa nãy ai tắt điện với cô Miêu cho con uống cái gì đáng lắm, làm con đau bụng, sau đó còn nhốt con ở trong này nữa. Hả? Có cả chuyện đấy nữa sao? Thôi được rồi, có bố ở đây con không phải sợ nữa. Đi theo bố vào trong nào. Ngày hôm sau. Anh sửa nhanh giúp tôi nhé, tôi đang vội quá. Vòi nước của nhà mình sửa được rồi đấy cô ạ. Anh cầm giúp tôi với. Anh làm cái trò gì vậy? Tôi xin lỗi nhé. Tiền của anh đây, anh mau đi đi. Tôi cảm ơn ạ. Này, anh Linh, em có chuyện muốn nói với anh đây. Anh xem cái này đi. Sau một khoảng thời gian em tìm hiểu, chị nhà không những không tốt với Lan Anh mà còn ngoại tình nữa anh ạ. Tôi không ngờ cô ta lại là con người như vậy đấy. Cô đi theo tôi. Anh nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tôi cấm cô bén mảng đến căn nhà này nữa. Anh ơi, anh đừng làm thế với em mà. Hãy nghe em giải thích đi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Cuộc đời anh đi thông cống chưa chắc đã được nhiều tiền thế này em ạ. Mình đi thôi anh. Các người được lắm. Hả? Tại sao cô ta còn ở đây? Mọi bí mật của các người đã bị tôi phát hiện hết rồi. Anh đi làm cùng tôi, sau vụ này cả hai chúng ta đều giàu. Ok, đơn giản. Come on, come on. Các người xác định ở tù Mọt Gông đi. May là có em, không thì gia đình anh tan nát từ lâu rồi. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhé. Hả? Con vừa gọi cô là gì? Mẹ á?